Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là giáp danh của hai huyện Long Điền và Đất Đỏ. Phía bên này là huyện Đất Đỏ, phía bên này là huyện Long Điền. Đây là xã Tam Phước, còn đây là xã Long Mỹ. Đấy, và cái con đường này chia đôi ra hai xã đây. Đây là xã Tam Phước, đây là xã Long Mỹ. Thì vừa tôi có một cái video nói về một cái lô mà 27 tỷ, 1,7 triệu một mét vuông, tức là 17 tỷ một héc, là 1,6 héc ở bên trên kia. Đấy, đây là đường Hải Lâm Bầu Trứ, tức là đường Phước Hưng, Phước Hải, quý vị nhé. Thì đây tôi muốn giới thiệu cho quý vị một lô đất ở bên trong này, có diện tích là 1 hecta. Đấy, hiện tại hiện trạng nó là đường đất thôi, rất đi vào trong này, gọi là đường xe bò ngày xưa. Đấy, nhưng mà nếu như bán thì chủ đất thì sẽ làm cái con đường mới, trải đá trải riếc rồi các thứ. Hiện trạng thì nó vẫn cứ như này thôi. Thì một lô đất này 1 hecta, giá đang chào bán là 13 tỷ quý vị nhé, rất là đắt. Bên Long Mỹ các thứ rất là đắt. Đây là Tam Phước, thì hai xã nó giáp nhau mà. Từ đây mà đi ra chỗ biển Phước Hải nó cũng gần. Đó. Thì đường này trải đá mấy hồi đâu. Đất ở đây được cái địa thế nó rất đẹp. Đây là núi này. Hãy làm một căn nhà cái là nương tựa núi luôn. Đây là bắt đầu đúng không? Đằng sau của cái lô đất quay ra cái mặt tiền kia. Vâng, ok bác. Hay là 13 tỷ đúng không? Đúng rồi. Đấy. 13 tỷ có thương lượng. Dạ, có thương lượng. Đó. Đấy, đường nương tựa núi rất là đẹp. Núi đẹp. Núi đó. Vâng. Núi này thì tuyệt vời rồi. Quá đẹp luôn. Cái vườn tràm nhỏ, tràm này mới trồng à. Cứ tràm nhỏ chứ. Bảo người ta vâng. Cứ tràm nhỏ. Cứ cái tràm nhỏ này. Ok. Đấy thì lô đất mình ở đây quý vị nha. Đất núi rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Ở đây thì không khí trong lành, mát mẻ luôn. Gần biển, gần núi. Đây chảy đâu, biển có mấy cây à? Đây mấy cây anh nhỉ? 3 cây. Ba cây. Ba cây tới biển. Và đường thẳng luôn. Vâng, em biết mà. Đây ra biển 3 cây. Thì sơ bộ cho quý vị biết cái lô đất này như vậy á. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đây, đất của mình này. Nối vào. Đây, sâu tít lên trên núi. Đất okay. À mà hiện trạng giấy tờ của nó là giấy tờ gì? Đất trồng cây lâu năm. Cây lâu năm. Vừa em xem một cái lô cái kia mà nó còn đất trồng rừng luôn. Khu này vẫn còn đất trồng rừng á. 4 mét. Đường 4 mét ha. Xe ô tô đi vào thoải mái mà. Rồi, ok.